chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Miền Quê Nghèo. Này đi bình chuột các bạn ơi. Này đang cắt nha các bạn. Ở đây cũng chuột dữ lắm. Bây cắn cắn cho các bạn coi. Này đang cắt. Đây người ta đang đào hang nè, đang chuột quá chuột chạy cả. Nè, ta đào hang đâu mà đây nha. Em cắt này cũng chưa có chuột nhiều các bạn. Trời cũng đang chuẩn bị mưa luôn các bạn. Đang cảnh đó chăng. Đây là những miếng lúa cuối cùng nha. Chỗ đây nè. Đây luôn ăn rồi. Rồi luôn. Để ăn này nè. Chuột chạy vô hang luôn. Đầu trên này chắc chắc chuột hơn đầu dưới đó. Thấy đầu dưới đó chạy thấy đó. Dữ lắm cái đám mưa này. Trên cái đám mưa này thì ngày mai đông nữa. Thấy chuột nhiều các bạn. Nó chuột chạy bên dưới này. Chuột con. Chuột con, chuột con. Có chuột các bạn. Để đá thử coi cái đường này có con chuột không. Đá đường dâm này có con chuột gì. Chuẩn chạy ngược lên đó đó. Chuẩn ngược lên kia đây, coi chuẩn chạy ngược lên kia.
tiêu luôn. Quá trời kia chuột rồi các bạn. Kia chạy dữ kìa. Rồi kia chạy dữ kìa. Quá trời kìa. Quá chạy chuột rồi, chuột quá dữ rồi. Chuột chạy đây nè, nè, nó. Chuột chạy kìa, kìa. Tiêu chạy. Chạy chính ngày nín hay quá. Ô, đục dài. Đứa này bắt không? Nó cái đầu đó. Ăn khỏi bỏ xương. Ở đây đừng nhiều nữa hả? Lấy của ta. Chụp lưới còn nhóc đó chứ. Cái lưới nữa kìa. Nó này. Nó. Kìa sau lưng rồi coi. Ta đạp dính cái đùi nó. Ta đạp dính cái đùi nó chạy không được. Lớn mà lứa vậy. Lứa này quá.
cái chân ta. Nó ngọt nó chạy ra. Ừ, nó. Cái này ăn mới ngon nè. Nhỏ nhỏ này là ăn mới nó phái. Kệ cái sau lưng kìa. Biết chưa? Chưa. Nhìn dập bư bư là biết rồi. Quá mơ thấy. Đất này chắc chưa nắng nè, nó đi đâu có nổi đâu. Quá chuột em chứng minh đi đất này là cái đất của chúng mình chạy dưa chạy dưa. Thank you.
quá dữ. Rồi chạy vô lúa luôn các bạn. Quá dữ rồi. Nó còn nín đây nhóc quá chứ. Vi tập dính chưa? Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Nó. Dính chưa? Tôi dính cái gì?